Đồng cảm với những khó khăn vất vả của lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Từ hiệu quả mô hình trồng chuối lấy lá, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến huyện Hòa Vang đã phát động mô hình bánh gói xanh nghĩa tình ở 12 trên 12 chi hội nhằm hỗ trợ bữa ăn khuya nửa buổi cho các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Để có được những chiếc bánh nghĩa tình này, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ một phần của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến, các chị hội viên phụ nữ trong các chi hội đã tự nguyện đóng góp gạo, kém nhau sa đồng cắt, rọc lá chuối, thực hiện công đoạn xên bột, gói và hấp bánh, rồi mang đến thăm tặng các chốt. Nghĩa cử này đã làm lay động các thành viên trong tổ chốt trực. Đây là cũng là một mô hình rất là đầy ý nghĩa, cho nên là mấy chị tham gia rất là nhiệt tình và đông đủ. Quá trình làm nhiệm vụ thì chúng tôi bên cạnh nó cũng ghi nhận được cái tình cảm của chị em phụ nữ xã Hòa Tiến. Các chị đã không quản ngày đêm giúp anh em trong cái việc là nước non, hậu cần, rồi la cho cái bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ. Thực hiện chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố về giãn cách xã hội, Hòa Tiến thành lập 50 chốt kiểm soát, bao gồm 40 chốt cứng và 10 chốt mềm, trong đó có 2 chốt của huyện và thành phố. Mỗi chốt chia làm 3 ca, mỗi ca có 3 thành viên túc trực cả ngày lẫn đêm để kiểm soát người ra vào địa bàn. Vì vậy, việc chia sẻ đồng hành với các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch trong thời điểm này là vô cùng cần thiết. Mô hình bánh gói xanh nghĩa tình nó gắn kết với cái phong trào trồng chuối lấy lá. Thì từ cái thực tế tại địa phương, cái công sức của chị em hội viên tự vận động ở các thôn, rồi nguồn lá thì chúng tôi hiện tận dụng từ cái mô hình này, thì chúng tôi muốn gửi gắm cái tình cảm của mình vào cái chiếc bánh gọi là bánh gói xanh nghĩa tình để chia sẻ đến các anh em làm tuyến đầu chống dịch, các lực lượng hỗ trợ chốt đi các địa bàn thôn. Hy vọng những chiếc bánh gói nhỏ nhắn được làm nên từ tấm lòng của chị em hội viên phụ nữ xã Hòa Tiến sẽ làm ấm lòng những người nơi tuyến đầu chống dịch, là nguồn động viên, khích lệ để họ vượt qua khó khăn, chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.